Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Xin chúc cho quý vị có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi những bản tin của chúng tôi. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin quan trọng của thể thao Việt Nam. Thông tin đầu tiên đó là Thanh Thúy gửi bất ngờ đến kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản. Tiếp theo là thông tin VTV Bình Điền Long An chuẩn bị đón huấn luyện viên khủng. Và nối tiếp là thông tin bất ngờ và tự hào khi Thanh Thúy xếp trên nhiều sao số ở danh sách bầu chọn chủ công hay nhất 2023. Và cuối cùng là thông tin vô cùng quan trọng đang nhận được nhiều sự quan tâm theo dõi từ người hâm mộ trong thời gian vừa qua. Đó là Bích Điền liên tục bị cộng đồng mạng gọi tên trước quy định mới của Liên đoàn. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên đó là Thanh Thúy gửi bất ngờ đến kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản. Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Nhật Bản PFO Blue đã gửi thư mời đến một nghiệp đoàn cùng tỉnh Ishikawa, nơi mà đội đang đóng quân chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của giải vô địch quốc gia. Nội dung bức thư giới thiệu về việc cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy của Việt Nam sẽ thi đấu trong những trận đấu tại đây và mời toàn thể kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại tỉnh đến dự khán và cổ vũ cho Thanh Thúy trong 2 ngày 20 và 21 tháng 1. Chủ công tuyển Việt Nam nhấn mạnh sự cổ vũ của các khán giả, dù là ở Nhật Bản hay Việt Nam, đều là động lực lớn đối với toàn thể đội bóng. Mèo Xanh cũng nhắc đến tầm quan trọng của Thanh Thúy đối với tập thể đội bóng trong bức thư. Cô ấy đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong đội hình PFO Blue Card với khả năng tấn công năng động cùng lối chơi tận tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, chủ công cao 1m93 vẫn đang dẫn đầu danh sách vận động viên có hiệu suất ghi điểm cao nhất sau vạch 3m với tỷ lệ thành công lên đến 48,8%. Bên cạnh đó, cô đứng thứ 10 trong top các cầu thủ ghi điểm nhiều nhất giải với 171 điểm sau 11 trận đã đấu. PFO Blue Card khép lại năm 2023 với 2 chiến thắng liên tiếp, củng cố cơ hội trụ hạng tại mùa bóng năm nay. Trọng trách gánh vác hàng công của Thanh Thúy được giải tỏa với sự trở lại của các tay đập Dali Santana và Melissa Vandes. Hiện đội bóng này vẫn xếp thứ 9 nhưng có cách biệt an toàn với nhóm cầm đèn đỏ. Trận đấu mở màn năm mới của Thanh Thúy và các đồng đội sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 1 gặp Toro Arrows. Tiếp theo là thông tin bất ngờ khi VTV Bình Điền Long An chuẩn bị đón huấn luyện viên khủng. Hợp đồng của huấn luyện viên Lê Thái Bình và câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An sẽ chính thức kết thúc sau ngày 31 tháng 12 năm 2023. Vị chiến lược gia giữ nguyên lập trường, không tiếp tục dẫn dắt VTV Bình Điền Long An trong mùa giải vô địch quốc gia sắp tới. Sau khi tiếp nhận thông tin, ban lãnh đạo đội bóng miền Tây đang giáo diết tìm kiếm người ngồi vào ghế nóng. Tiêu chí của câu lạc bộ sẽ ưu tiên lựa chọn các huấn luyện viên của thể thao Long An. Trong trường hợp không có huấn luyện viên nào của trung tâm đồng ý nhận việc, đội sẽ tính đến phương án chiêu mộ huấn luyện viên trưởng từ các nguồn bên ngoài. Qua những thông tin ghi nhận, VTV Bình Điền Long An đang nhắm đến một huấn luyện viên có hồ sơ khủng. Người này từng giữ vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam tại SEA Games, vô địch giải quốc gia và cúp Hùng Vương. Dự kiến ban lãnh đạo đội bóng sẽ hoàn tất các thủ tục bàn giao cùng huấn luyện viên Lê Thái Bình đến ngày 31 tháng 12, rồi mới có động thái tiếp theo. Trước thềm mùa giải mới, VTV Bình Điền Long An trải qua nhiều biến động lớn về mặt nhân sự. Bên cạnh sự ra đi của huấn luyện viên Lê Thái Bình, đội trưởng Đặng Thị Kim Thanh cũng quyết định giải nghệ để theo đuổi mục tiêu cá nhân. Tín hiệu tích cực duy nhất trong những ngày qua là việc chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ quay trở lại thi đấu cho đội sau khi kết thúc hợp đồng với PFO Blue Card vào tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, chủ công cao 1m93 không kịp tham dự giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 diễn ra từ ngày 16 tháng 3 đến 23 tháng 3. Chính vì vậy, ban lãnh đạo VTV Bình Điền Long An đang gấp rút tìm kiếm phương án bổ sung kịp thời cho những vị trí còn trống. Và nối tiếp là thông tin đầy bất ngờ và tự hào khi Thanh Thúy xếp trên nhiều sao số ở danh sách bầu chọn chủ công hay nhất 2023. Chủ công số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam, Trần Thị Thanh Thúy, đã có một năm 2023 thành công với những màn trình diễn thuyết phục ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Volleybox là website chuyên về bóng chuyền hàng đầu thế giới, là nơi người hâm mộ có thể tự cập nhật các thông tin liên quan đến chuyển nhượng, đội hình giải đấu trên khắp thế giới, là cầu nối để các cầu thủ và câu lạc bộ có thể tìm đến nhau. Website này có nhiều điểm tương tự các trang transfermarkt nổi tiếng làng túc cầu, song ở Volleybox, người hâm mộ sở hữu nhiều quyền hạn hơn. Do đó, một số thông tin tại đây cần người tiếp cận tự kiểm chứng, sàng lọc kỹ càng hoặc chỉ mang tính chất tham khảo. Thời điểm cuối mỗi năm, Volleybox sẽ tổ chức bình chọn đội hình tiêu biểu của năm, cả nam và nữ. Người dùng chỉ cần đăng nhập là đã có thể chọn ra cái tên mình mong muốn, yêu thích. Cầu thủ nào nhận được nhiều lượt bình chọn sẽ là người giành chiến thắng. Tại đây, chủ công số 1 của chúng ta Trần Thị Thanh Thúy đang nhận được 14 lượt bình chọn, một con số tương đối khiêm tốn nhưng đủ để giúp đối tê vượt mặt nhiều gương mặt cộm cán của bóng chuyền thế giới. Cụ thể, rất nhiều ngôi sao như Bianca Busca, Ali Penti và Kipay SK, Alexa Gray, Inida Vondrokova,
Jabra Erek, Ezak Zibezi Dainavid, Hanna Othman, Novara, Miriam Sila, Verovoli hay Mayu Isakawa Firenze có số lượng bình chọn ít hơn Thanh Thúy. Tay đập quê Bình Dương cũng đang bám rất sát những Julian Braymark, Tukhava Lujali, Sarina Koga, Negren Roques, Precia Darot, Weldon Minas với chỉ vài bình chọn kém hơn. Dẫn đầu danh sách chủ công hàng đầu thế giới theo bình chọn của fan đang là Gabriela Guimarães và Kip Bang, 1.085 bình chọn. Xếp sau lần lượt là Hande Baladin, Exarch Zibezi, 705 bình chọn và Arina Fedorovseva, Fenerbahce, 627 bình chọn. Ở các vị trí khác, Joanna Golos, Imoko đứng đầu top chuyển 2. Melissa Van Gogh, Thiên Tân, thống trị vị trí đối chuyển khi bỏ xa Tienzan Boskovic của Exarch Zibezi đến gần 500 bình chọn. Cựu binh Eda Erem Dunda, Fenerbahce, chiếm ưu thế ở vị trí phụ công, còn Libero Gisem Ove của Fenerbahce bất ngờ vượt mặt Brenda Castillo Verivole, người được coi là Libero số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại. Và cuối cùng là thông tin vô cùng quan trọng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi từ người hâm mộ trong thời gian vừa qua, đó là Bích Tuyền liên tục bị cộng đồng mạng gọi tên trước quy định mới của Liên đoàn. Năm 2023 không chỉ là một năm đầy thành công với Nguyễn Thị Bích Tuyền trong sự nghiệp bóng chuyền của mình, mà còn là một thời kỳ đầy biến động và thách thức. Tuy đã thể hiện phong độ ấn tượng tại giải vô địch quốc gia, nhưng cuộc sống của tay đập này trở nên phức tạp hơn với những sự kiện đặc biệt từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam VFB. Ngày nay, VFB đã công bố điều lệ cho mùa giải 2024, chứa đựng nhiều quy định mới nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của các vận động viên. Trong đó, quy định về việc cấm thi đấu đối với những vận động viên không tuân thủ lệnh triệu tập là một bước đi quan trọng. Điều này không chỉ áp dụng một cách công bằng mà còn đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng về trách nhiệm và cam kết đối với đội tuyển quốc gia. Với những sự kiện và biến cố trong năm 2023, cuộc sống và sự nghiệp của Nguyễn Thị Bích Tuyền trở nên đầy thách thức. Có vẻ như cô phải đối mặt với những quyết định khó khăn và làm thế nào để đảm bảo mình vẫn giữ được vị thế trong làng bóng chuyền Việt Nam. Sự mới mẻ và nghiêm túc của điều lệ giải đấu không chỉ làm thay đổi cách thức tổ chức mà còn làm thay đổi tư duy và tinh thần thi đấu của cả đội ngũ cầu thủ. Nguyễn Thị Bích Tuyền, như một trong những cầu thủ hàng đầu, sẽ phải đối mặt với những thách thức mới cùng với sự áp đặt cao từ đội ngũ quản lý. Năm 2024 dường như sẽ là một năm đầy thách thức và cơ hội mới cho Bích Tuyền. Cô sẽ phải đối mặt với áp lực không chỉ đến từ trận đấu mà còn từ sự quản lý và tổ chức. Mọi ánh sáng đều đến kèm theo bóng tối và liệu Bích Tuyền có thể vượt qua những khó khăn để tiếp tục lấn sân trong làng bóng chuyền Việt Nam. Chúng ta hãy đón chờ và theo dõi sự phát triển đầy hứa hẹn của ngôi sao này trong những tháng tới. Theo đó, ngay khi thông tin này được lan tỏa rộng rãi trên các trang thông tin mạng xã hội, cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam đã liên tục nhắc đến cái tên Nguyễn Thị Bích Tuyền, hoặc nói bóng gió, tay đập thuộc biên chế Ninh Bình Liên Việt Postbank này ở phần bình luận. Có những người lên tuyển bị chửi từ trận này đến trận kia, bị chửi quanh năm suốt tháng, nhưng họ vẫn cống hiến bằng khả năng của họ. Đằng này lại cứ gọi lên tuyển, lại lý do thì tốt nhất cấm thi đấu vĩnh viễn luôn đi. Đúng, nên cấm người như Bích Tuyền thi đấu đi, nhiều lần từ chối lên tuyển. Tôi khoái cái luật này rồi đấy, nên thực hiện kỷ luật nghiêm khắc đối với những vận động viên trốn thực hiện nghĩa vụ. Lý do không chính đáng thì cấm chơi luôn ở cấp câu lạc bộ. Bên cạnh đó vẫn có nhiều người hâm mộ bảo vệ Bích Tuyền trước làn sóng chỉ trích. Mình sống vì mình đừng quan tâm đến người khác. Khổ thân, không làm gì cũng bị réo. Người ta từ chối thì thôi, sân chơi của các ông, các bà. Các ông bà muốn ra luật nào thì ra, ai mà cấm được. Thời điểm huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập Bích Tuyền tham dự giải vô địch các câu lạc bộ thế giới, nơi đội bóng chuyền Việt Nam tham dự dưới cái tên Sport Center One, tay đập quê Vĩnh Long đã từ chối lên tuyển vì lý do cá nhân. Dù lý do này được liên đoàn chấp thuận, song nó chưa thể khiến người hâm mộ Việt Nam cảm thấy hài lòng.